Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng smartphone màn hình cỡ lớn hiện đang mốt cùng khả năng giải trí đa dạng, WeSmart QS550T ra mắt thị trường với mức giá khá hấp dẫn. Màn hình lên đến 5.5 inch, hỗ trợ 2 SIM và sử dụng hệ điều hành Android 4.4 KitKat. Về thiết kế, không quá rườm rà cầu kỳ nhiều chi tiết, máy có thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng, chủ yếu là phần sau máy được sáng tạo màu sắc đa dạng, tạo cảm hứng cũng như là thêm nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Mặt trước đầy mạnh mẽ với kiểu dáng vuông vức, phía trên là cảm biến, camera trước và loa thoại, phía dưới là ba phím cảm ứng quen thuộc của Android. Mặt sau được làm bằng chất liệu nhựa bóng với màu trắng đục nên để lại nhiều dấu vân tay khi cầm nắm. Phía trên là camera chính, cạnh bên là một micro hỗ trợ cho quay video, đèn flash, logo hãng và cuối cùng là loa ngoài. Cạnh bên phải tích hợp các phím đắm nguồn và tăng giảm âm lượng. Cạnh trái chân láng không có gì ngoài một khe để mở nắp máy. Cạnh trên cùng là jack cắm tai nghe 3.5 và cạnh còn lại cuối cùng bao gồm một micro thoại và một cổng micro USB dùng để sạc và kết nối với máy vi tính. Điểm mạnh nhất trên thiết bị này có lẽ là chiếc màn hình 5.5 inch. Nó thực sự có nhiều tiện ích trong việc giải trí của bạn, nhất là xem phim, chơi game và lướt web. Nội dung hiển thị rộng và giúp mắt cảm thấy thoải mái. Màn hình có độ phân giải là 540 x 960 pixel, khá thấp vào thời buổi này. Tuy nhiên nó vẫn đáp ứng được các nhu cầu hiển thị như là trang web, hình ảnh trong phim, văn bản. Các chi tiết vẫn có thể quan sát được rõ ràng và hơn nữa là thỏa mãn mức giá của sản phẩm. Ngoài ra tấm nền IPS còn giúp màn hình có màu sắc dễ chịu, độ sáng cao và hiển thị tốt ở các góc nhìn hẹp trong khi sử dụng. Về cấu hình, WeSmart QS550T sử dụng vi xử lý 4x của MediaTek có tốc độ là 1.3GHz, RAM 1GB cùng bộ nhớ trong là 4GB và có thể mở rộng bằng thẻ nhớ microSD. Sản phẩm tuy có cấu hình ở mức trung bình, tuy nhiên thì khả năng giải trí vẫn rất là ok. Máy có thể đảm bảo tốt các yêu cầu của bạn như là lướt web, xem video, check mail và đặc biệt là có thể chiến được game đòi hỏi đồ họa cao như là Anh Thách 8 hay là Modern Combat 5. Tuy nhiên do bộ nhớ trong hơi ít nên muốn cài được nhiều game thì bạn cần phải gắn thẻ nhớ vào. Về camera, máy chụp ảnh chính chỉ có chất lượng là 5MP và một đèn flash chờ sáng nên chất lượng của các tấm ảnh là không đẹp. Tuy nhiên camera có trang bị tính năng tự động lấy nét nên việc lấy nét và chụp cũng dễ dàng và gỡ gạt điểm trừ trong chức năng này. Thêm nữa khi đã chụp và xem lại trực tiếp trên màn hình của máy thì tấm ảnh được chụp cũng không tệ. Camera trước thì làm cho có lệ để hỗ trợ chat video call cho có với các máy khác, chứ theo mình cảm nhận thì chụp tự sướng thì xấu không được đẹp. Sản phẩm cũng có nhược điểm và ưu điểm, tuy nhiên với một giá thành không cao thì các nhược điểm của máy sẽ được yếu tố này khỏa lấp, bù lại cho người dùng có thể dễ dàng sở hữu, hơn là chạy theo các máy cao cấp có giá tiền khá cao. Nếu thấy video hữu ích đừng quên like, chia sẻ với bạn bè và nhấn vào nút đăng ký nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.